quý vị và các bạn, trong ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết ở Bắc Bộ vẫn duy trì nhiều mây và có mưa rả rác, ngắt quãng trong ngày. Tuy nhiên, lượng mưa và diện mưa giảm đi so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến dưới 26 độ, cảm giác se se lạnh tiếp diễn. Đây cũng là mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội và trưa chiều nay khi khoảng thời gian tạnh giáo kéo dài hơn, đến tối giảm về dưới mức 22 độ, trời lạnh. Mặc dù mưa có xu hướng giảm về lượng và diện, nhưng quý vị vẫn cần chuẩn bị những vật dụng che mưa để đề phòng những cơn mưa bất chợt. Không khí lạnh yếu nên chỉ phần nào tác động nhẹ đến khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, khiến trời nhiều mây và có mưa rải rác ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bắc Hà Tĩnh. Các tỉnh còn lại có nắng và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 cho đến 30 độ ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân và từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Như tại thành phố biển Đà Nẵng, nhiệt độ có thể đạt mức 30 cho đến 31 độ vào trưa chiều nay, sau đó giảm về mức 25 cho đến 26 độ vào buổi tối. Mưa ít có khả năng xuất hiện nên nhìn chung thời tiết ủng hộ cho các hoạt động thường nhật của người dân và du khách khi đến đây. Còn ở các tỉnh thành phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, trong trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ phổ biến dưới 33 độ. Nhưng tác động của trường gió Tây Nam đầu mùa bắt đầu hoạt động mạnh dần thì cứ chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đầu mùa vẫn kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Đông Nam Bộ nên mưa cũng xuất hiện vào chiều tối. Do mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ là 33 độ, đến tối giảm còn 26 độ, thời tiết dịu mát nhờ những cơn mưa. Hiện siêu bão Surigae cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 420 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tức 200 đến 200 km/h, giật trên cấp 17. Trong thời gian tới, siêu bão vẫn duy trì cường độ nhưng hướng di chuyển lên phía bắc nên không đi vào biển Đông nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu của siêu bão cũng khiến gió Đông Bắc mạnh tới cấp 6 và cấp 7 ở vùng biển phía Đông, Bắc Biển Đông và tình trạng mưa rải rác cùng nguy cơ tố lốc do đới gió Tây Nam hoạt động. Thưa quý vị và bà con ngư dân, không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Surigae, trong khi không khí lạnh thì suy yếu. Vì thế, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay, gió sẽ chuyển hẳn sang hướng Đông Nam với cường độ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4. Những cơn mưa dông cũng không còn nữa. Vì thế, thời tiết trên Vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ trong những ngày đầu tuần sẽ tốt và thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Đối với khu vực biển tỉnh Quảng Ngãi, nơi có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn cũng nằm trong vùng chi phối của vùng áp thấp phía Tây. Gió cũng chuyển dần sang Đông Nam và với vị trí xa áp thấp phía Tây thì cường độ cũng không thể mạnh. Đêm nay và ngày mai chỉ ở mức cấp 3, sau đó có thể sẽ tăng lên mức cấp 4 nhưng chưa đủ để gây biển động. Nhưng vậy ít nhất trong 2 đến 3 ngày tới, trên hầu khắp các vùng biển miền Trung đều có trạng thái thời tiết tốt. Trong khi đó, tại khu vực biển phía đông của Nam Bộ, gồm tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, gió đã chuyển hướng Tây Nam và đang mạnh dần lên mức cấp 4. Trong đêm nay và ngày mai, khiến những cơn mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km và nguy cơ lốc xoáy cũng có gió giật sẽ kèm theo mưa dông và có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Cũng chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam đầu mùa, cường độ tương đương vùng biển phía đông của Nam Bộ. Vì thế, thời tiết khu vực biển phía tây của Nam Bộ, vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, cũng có mưa rông. Tầm nhìn xa thấp dưới 10 km, nguy cơ lốc xoáy và gió giật cũng gia tăng. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn.